Xin chào anh chị và các bạn thân mến, chúng ta lại tiếp tục đến cái bài học về đầu tư chứng chỉ quỹ cơ bản. Thì trong cái bài học này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị về các cái nhược điểm khi mà đầu tư chứng chỉ quỹ. Chúng ta biết được những cái ưu điểm và tại sao chúng ta nên đầu tư chứng chỉ quỹ rồi, nhưng chúng ta cũng cần phải nắm được và hiểu được những cái rào cản mà chúng ta khi đầu tư chứng chỉ quỹ, đúng không ạ? Thứ nhất là đầu tư chứng chỉ quỹ nó không đạt được cái hiệu quả vượt trội so với cả là chúng ta đầu tư cổ phiếu đó. Thế thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ để anh chị và các bạn minh họa như sau. Ví dụ như chúng ta đầu tư quỹ TCF của Techcom Capital hay là mua cổ phiếu Techcombank. Thế thì trong một năm vừa qua thì quỹ TCF chỉ mang lại cho nhà đầu tư là 23,51%. Còn đối với nếu chúng ta đầu tư cổ phiếu của ngân hàng Techcombank thì chúng ta được 35%. Đó. Thế thì cái hiệu quả ở đây là khi đầu tư quỹ thì nó sẽ không hiệu quả tốt nhất bằng cái đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên ngược lại thì nó sẽ giảm thiểu rủi ro hơn cho các anh chị. Đó. Nó an toàn hơn so với khi mà chúng ta đầu tư chỉ một cổ phiếu. Đúng không ạ? Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình học trải nghiệm tài chính cá nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Thứ hai là gì? Cái nhược điểm về tính thanh khoản thấp hơn so với cổ phiếu. Nếu mà cổ phiếu thì anh chị có thể bán trong ngày luôn, mua bán đúng không ạ? Giao dịch ở trên thị trường rất là dễ. Đối với những cổ phiếu VN30 thì cái giá trị mua bán nó hàng ngày, giá trị giao dịch rất là cao. Tuy nhiên đối với chứng chỉ quỹ thì chúng ta mua cũng rất là vất vả. Đấy, hầu hết là các quỹ chỉ có giao dịch trong một tuần để có 1 đến 2 ngày. Chỉ có riêng cái quỹ TCEF hay TCBF của Techcom Security ấy, thì có thể giao dịch hàng ngày được. Đó, chứ còn các quỹ khác thì tôi thật là rất là khó khăn trong cái việc giao dịch mua bán. Chính vì thế mà khi chúng ta cần tiền hay chúng ta mua thì chúng ta cũng phải chờ đến ngày chúng ta mới được giao dịch. Đây anh chị có thể thấy cái quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh của Vina Capital này. Phiên giao dịch thì là thứ 3 với thứ 5 hàng tuần. Chính vì vậy mà nó khá là hạn chế trong cái việc là tính linh hoạt và giao dịch mua bán của cổ phiếu. Cái nhược điểm thứ 3 đó chính là cái việc mua bán chứng chỉ quỹ vẫn còn rất là nhiều khó khăn. Đó chính là nếu mà chúng ta mua cái với số lượng lớn thì chúng ta dễ mua vì là có nhân viên chăm sóc cho chúng ta được dễ dàng. Nhưng mà nếu mà chúng ta mua một số tiền nhỏ thì sao? 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu thì khá là khó khăn, bởi vì cái việc đi lại để mở cái tài khoản đầu tư quỹ, rồi cái việc đi lại để ký các cái giấy tờ đầu tư quỹ là cũng khá là khó khăn rồi ạ. Cái nhược điểm thứ tư đó chính là đầu tư quỹ sẽ chỉ dành cho nhà đầu tư dài hạn thôi. Bởi vì là nếu mà chúng ta đầu tư quỹ thì chúng ta bị mất đầu tiên là cái khoản phí. Phí quản lý quỹ các bạn ạ. Đấy, thì cái khoản phí quản lý quỹ nó rơi vào khoảng độ từ 1.2% cho đến 2.5% thì tùy công ty. Thế thì khi mà chúng ta đầu tư quỹ thì chúng ta sẽ bị mất cái khoản phí đó. Thứ hai nữa là các khoản phí mua lại. Đó. Thì các khoản phí mua lại thì nó khoảng từ 0.5% đến 2%. Thế thì nếu mà chúng ta đầu tư trong một tháng mà chúng ta bán ngay thì chắc chắn là lỗ rồi ạ. Chắc chắn là lỗ. Chính vì vậy mà đầu tư quỹ sẽ chỉ dành cho các nhà đầu tư dài hạn thôi ạ. Đó. Thì nếu mà chúng ta đầu tư ngắn hạn thì chúng ta không nên đầu tư quỹ nhá. Dưới một năm thì sẽ không nên mua quỹ vì cái hiệu quả lúc này sẽ không cao. Tôi lấy một cái ví dụ để cho các anh chị dễ hiểu nhá. Nếu mà các anh chị đầu tư quỹ, ví dụ như quỹ trái phiếu của TCBF đi. Đúng không ạ? Nếu mà chúng ta đầu tư trong vòng 1 tháng này thì chúng ta còn âm 0.51% thôi. Đó. Nếu chúng ta đầu tư 2 tháng thì chúng ta âm 0.18%. Và nếu chúng ta đầu tư 3 tháng trở lên thì chúng ta mới có bắt đầu có lãi là 2.62%.
Đó, nói như vậy để các anh chị hiểu rằng là đầu tư quỹ là phải đầu tư dài hạn chứ không phải đầu tư ngắn hạn được ạ. Như vậy tôi vừa mới chia sẻ với các anh chị về các nhược điểm khi đầu tư chứng chỉ quỹ, đó chính là không đạt được hiệu quả vượt trội, tính thanh khoản thấp hơn so với cổ phiếu, rồi mua bán chứng chỉ quỹ còn nhiều khó khăn hoặc là chỉ dành cho các nhà đầu tư dài hạn. Chúc các anh chị sẽ có những cái hiểu biết sâu sắc nhất khi đầu tư chứng chỉ quỹ. Cảm ơn các anh chị đã luôn ủng hộ kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Và nếu anh chị muốn nhận nhiều hơn các video nữa thì có thể xem các cái video về chứng chỉ quỹ, đầu tư trái phiếu, cổ phiếu, vân vân. Và nếu anh chị thấy các cái video của tôi hay thì có thể like và chia sẻ cùng cho toàn bộ cộng đồng YouTube có thể được biết. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn rất nhiều nha.